xin kính chào thằng thầy bà con. Hôm nay Mirenka đó có cơ hội để giới thiệu với bà con một trong số những giàn lưới khủng để phục vụ bà con. Trên màn hình bà con đây là một trong những giàn lưới làm theo yêu cầu của những bà con thuyền chài đánh ở trên hồ đập thủy điện. Đây, bà con thấy đây. Nói về cái kích thước lưới cũng như chiều cao, chiều dài của lưới thì và mắt lưới nữa là đấu làm theo yêu cầu bà con. Như trên màn hình bà con thấy đây, đây chính là cái bộ lưới mà làm theo yêu cầu, có chiều cao là 4m, chiều dài là 100m. Và kích thước lỗ lưới thì phụ thuộc vào bà con, như bắt cá lớn thì chúng ta dùng kích thước mắt lưới nó lớn hơn một xíu. Đấy, từ 12 cho đến 14 phân, vân vân. Ngoài ra thì đấu còn làm theo yêu cầu bà con. Cái ý tưởng của bà con làm như thế nào thì cứ nói đấu sẽ xử lý được cho bà con cái phần này. Còn nói về cái nước thắt, kỹ thuật thắt thì bà con thì không phải bàn bạc nhiều nữa, tại vì lý do là thương hiệu lưới đánh cá đấu nhiều năm nay đã khẳng định được thương hiệu. Cách nước thắt thì chắc chắn rằng là không một cửa hàng cũng như không một cái shop nào hay là không một công ty nào có thể thắt được đạt được như đấu. Tại vì đấu đây là chính là gia công, lấy công làm lời để làm nên được những cái tay lưới nó hoàn chỉnh, hoàn thiện. Nên chính vì thế mà bà con đánh có cái phản ứng phản hồi rất là tích cực trong suốt nhiều năm qua. Ngoài lưới rủ Thái ra thì đấu còn có cả lưới rủ Nhật. Về cơ bản thì rủ Nhật nó sẽ đắt hơn rủ Thái, thì phụ thuộc vào kinh tế, cái điều kiện của bà con. Nếu mà chúng ta làm được tay lưới rủ thì nó sẽ cũng đánh cũng tốt hơn thôi. Nhưng mà về cơ bản theo đấu thì cái hàng Thái cũng là ok rồi. Hàng Thái cái sợi của nó cũng mềm mượt mà. Đấy. Còn nhìn cái những tấm lưới này thì bà con thấy không, cái độ trùng, tất cả những cái độ trùng của lưới đây chính là cái phần túi của nó rất là sâu, không thế thôi, khi răng ra cái túi sâu lắm. Đấy, bà con yên tâm đi, đây là những cái đơn hàng số lượng lớn đấy của lưới đánh cá đấu. Làm xong cái lô này còn tiếp tục sản xuất theo thêm những cái lô khác, nó rơi vào khoảng tầm hơn 2.000 mét lưới nữa, cũng trên người đánh hồ đập tự nhiên khoảng 2.000 mét lưới nữa. Đấy, xong cái lô này sẽ đấu sẽ tiếp tục sản xuất tiếp lô khác, toàn bộ là làm theo hệ thống yêu cầu hết. Một lần nữa xin cảm ơn bà con, hãy liên hệ với đấu ở số điện thoại phía dưới màn hình 0938 336 470. Xin chân thành cảm ơn.